Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần F1. Theo đó, với F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine ngừa COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, thì thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. F1 này cần thực hiện xét nghiệm vào các ngày cách ly thứ 5 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện 5K. F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 thì thực hiện cách ly y tế 7 ngày.